Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Điểm tin nổi bật trong tỉnh tuần từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 9. Chương trình có những nội dung chính sau. đây là nội dung chi tiết. Hòa chung không khí tưng bừng phấn khởi của hàng triệu học sinh trên cả nước. Sáng mùng 5 tháng 9, hơn 200.000 học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh đã náo nước đến trường chào đón khai giảng năm học mới. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các địa phương, các sở ngành đã tới chúc mừng, động viên các thầy, cô giáo và các em học sinh tại một số cơ sở giáo dục trên địa bàn. Phát biểu chúc mừng thầy trò các nhà trường nhân dịp khai giảng năm học mới các đồng chí lãnh đạo tỉnh ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các thầy, cô giáo và các em học sinh trong năm học 2021-2022. Mặc dù phải dạy và học trong điều kiện vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng toàn ngành giáo dục Hà Nam vẫn đạt được những thành tích tự hào. Kết quả thi học sinh giỏi quốc gia, thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tỉnh vẫn giữ vững thành tích tốt đầu của các địa phương trong cả nước. Đặc biệt, năm học 2021-2022, thành tựu giáo dục của Hà Nam đã được, được cả nước biết đến khi có học sinh đoạt huy chương vàng quốc tế môn hóa học. Trong năm học mới 2022-2023, các đồng chí lãnh đạo tỉnh mong muốn các nhà trường tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong dạy và học, xứng đáng với truyền thống hiếu học của quê hương. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm để các thầy cô giáo và các em học sinh được giảng dạy và học tập trong môi trường tốt nhất. Chiều 6 tháng 9, ban chỉ đạo đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các thông báo kết luận của tỉnh ủy ban thường vụ tỉnh ủy thường trực tỉnh ủy đối với các dự án đầu tư trên địa bàn đã họp đánh giá việc triển khai đẩy nhanh thực hiện các dự án đồng chí lê thị thủy ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị tham dự hội nghị còn có các đồng chí đinh thị lụa phó bí thư thường trực tỉnh ủy trương quốc huy Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các thành viên ban chỉ đạo. Theo ban chỉ đạo, đến thời điểm này, nhìn chung các dự án đầu tư vào tỉnh đều thực hiện đúng chủ trương của tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy và của thường trực tỉnh ủy. Cơ bản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, một số dự án còn tồn tại vướng mắc như tiến độ thực hiện đối với công tác lập quy hoạch, đối với các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư còn chậm, có dự án chưa bảo đảm tiến độ được phê duyệt, việc triển khai xây dựng các dự án đô thị, dự án phát triển nhà ở còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, nhất là trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác huy động vốn. Kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư tỉnh ủy yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành chức năng tập trung xác định những khó khăn vướng mắc để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, gây vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình thi công các dự án. Đặc biệt cần quản lý chặt chẽ quy hoạch các khu đô thị. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo phụ trách các huyện thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, kịp thời báo cáo những khó khăn vướng mắc để các ngành vào cuộc giải quyết. Sáng mùng 5 tháng 9, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ xây dựng dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Hồng Đức tại cụm công nghiệp Châu Giang, thị xã Duy Tiên. Theo báo cáo của công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Hồng Đức, thời gian qua đại dịch Covid-19 ảnh hưởng lớn đến việc triển khai xây dựng và thực hiện dự án. Mặc dù vậy, doanh nghiệp vẫn nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ xây dựng. Đến nay dự án đã thi công đạt 75% khối lượng xây dựng nhà xưởng. Hiện dự án đang hoàn thiện đầu tư hạ tầng nhà xưởng đảm bảo cho việc lắp ráp thiết bị máy móc để đưa nhà máy đi vào hoạt động năm 2023. Sau khi nghe đại diện công ty cổ phần công nghiệp chế tạo ô tô Hồng Đức báo cáo tình hình triển khai xây dựng dự án, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của chủ đầu tư và đơn vị tổng thầu xây dựng đã tập trung nhân lực, vật lực đảm bảo tiến độ thi công công trình. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy lưu ý đơn vị thi công trong quá trình xây dựng dự án cần quan tâm đặc biệt vấn đề đảm bảo an toàn lao động, thi công nhanh, gọn nhưng phải bảo đảm chất lượng. Hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết với địa phương, sớm đưa nhà máy vào hoạt động. Chiều mùng 5 tháng 9, tại Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, tỉnh Đoàn Hà Nam đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã đến dự chương trình chung vui và chúc mừng các em. Tại chương trình, hơn 100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi cả cha và mẹ đến từ các huyện, thành phố, thị xã. Trẻ em đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh, vượt khó vươn lên trong học tập đã được vui Tết Trung thu với nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã phát biểu chúc mừng các em nhân ngày Tết Trung thu và động viên các em tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống và cố gắng trong học tập để đạt nhiều thành tích cao hơn nữa. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao tặng các suất quà của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trao quà của Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam cho 365 trẻ em nghèo ở các địa phương, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Ban tổ chức chương trình cũng đã trao giải cuộc thi Em vẽ ước mơ bay cao cho các học sinh đạt giải. Ngày 8 tháng 9 năm 2022, đoàn xúc tiến đầu tư của tỉnh do đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, bắt đầu chuyến công tác đến Nhật Bản tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Lê Hồng Quân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy; Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phú Lý; Trần Xuân Dưỡng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tại Nhật Bản, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lê Thị Thủy và đoàn công tác đã đến thăm, chào xã giao ngài Kuroiwa, tỉnh trưởng tỉnh Kanagawa. Đây là địa phương của Nhật Bản có mối quan hệ hợp tác mật thiết với tỉnh Hà Nam trên nhiều lĩnh vực. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã trân trọng cảm ơn tỉnh Kanagawa và cá nhân ngài tỉnh trưởng Kuroiwa đã dành cho đoàn sự tiếp đón trọng thị, dành thời gian làm việc với đoàn xúc tiến đầu tư tại thành phố Yokohama. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng đã giới thiệu môi trường đầu tư của Hà Nam với lãnh đạo tỉnh Kanakawa, trong đó nêu bật những thuận lợi về vị trí địa lý, giao thông, cơ chế chính sách và hạ tầng khu công nghiệp của Hà Nam. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy trân trọng gửi lời mời ngài tỉnh trưởng Kuroiwa đến thăm Hà Nam vào dịp đoàn khảo sát của Trung tâm xúc tiến công nghiệp Kanakawa sang làm việc với tỉnh về xúc tiến đầu tư vào tháng 11 tới. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ, Đại tá Tô Anh Dũng, cục phó cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội C06 Bộ Công an đã được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Hà Nam. Người tiền nhiệm của Đại tá Tô Anh Dũng tại công an tỉnh Hà Nam là Đại tá Nguyễn Quốc Hùng vừa được điều động giữ chức vụ cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức giám đốc công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Tô Anh Dũng 45 tuổi từng giữ các chức vụ trưởng Công an quận Long Biên, Hà Nội, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, Phó tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020. Sáng 9 tháng 9, Hội đồng Nhân dân huyện Kim Bảng khóa 18 nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 6, kỳ họp chuyên đề để bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Lưu Trần Sơn, nguyên phó bí thư huyện ủy, nguyên chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện do được Ban Thường vụ tỉnh ủy điều động đảm nhiệm công tác khác. Giới thiệu nhân sự bầu chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa 18, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời Kỳ họp cũng đã nhất trí thông qua tờ trình và bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thành Thăng, Phó Bí thư huyện ủy Kim bảng nhiệm kỳ 2020-2025 giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với số phiếu tín nhiệm cao. Sáng 8 tháng 9, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị chuyển giao 6 chi bộ, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và 40 đảng viên trực thuộc đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nam về trực thuộc đảng bộ các huyện, thành phố, thị xã. Việc chuyển giao các chi bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai về trực thuộc Đảng bộ các huyện, thành phố thị xã được thực hiện dựa trên căn cứ kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại thông báo số 354, công văn số 805 của Ban Tổ chức tỉnh ủy, qua đó giúp các đồng chí đảng viên phát huy tốt hơn vai trò trách nhiệm của đảng viên trong thực hiện công tác chuyên môn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ các huyện, thành phố thị xã ngày càng vững mạnh, thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo Đài khí tượng thủy văn Hà Nam, trong các ngày từ mùng 8 đến 12 tháng 9 trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to và rông. Mưa lớn tập trung chủ yếu vào các ngày từ mùng 8 đến mùng 10 tháng 9. Tổng lượng mưa cả đợt trên địa bàn tỉnh phổ biến từ 100 đến 200 mm. Trong đó thành phố Phủ Lý, các huyện Kim Bảng và Thanh Liêm lượng mưa phổ biến từ 150 đến 200 mm. Riêng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày mùng 7 tháng 9 đến 7 giờ ngày mùng 8 tháng 9 trên địa bàn tỉnh đạt trung bình 64,8 mm. Mưa lớn trên diện rộng làm mực nước sông đáy tại thành phố Phủ Lý đang biến đổi theo xu thế lên. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng ở các nơi trũng thấp tại thành phố, khu đô thị và vùng bờ bãi ven sông. Các địa phương, cơ quan chức năng cần theo dõi sát sao các bản tin dự báo và diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, bản tin điểm các sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần này của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo